hạn đã lâu sông giếng cạn mòn. Cái câu thứ hai, hạn là gì? Nếu nói về là cỏ cây mà trời nắng trời hạn, nước không có tưới, cây cối thì dường như nó bị cằn cỗi hết. Hạn đã lâu sông giếng cạn mòn. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy cho biết, từ hồi lúc Đức Lục Tổ Huệ Năng ra đời dạy đạo cho đến năm 1939, Đức Thầy mới ra đời dạy đạo, khoảng thời gian này rất xa, cho nên là bị hạn hán. Hạn hán này gọi là không có mưa nhuần pháp bảo. Vì vậy mà Đức Thầy nói là hạn đã lâu. Đã lâu hồi lúc mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bắt truyền y bác cho tới bây giờ, tới năm 1939, thì đó là hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn hết. Là chính vì vậy mà hôm nay Đức Thầy ra đời rồi, bắt đầu Ngài cho một đám mưa nhưng pháp bảo xuống rồi, người ta nghe ta mê ly luôn đó đồng đạo ơi. Thành thử ai nghe ta cũng mê, ta cũng tu, ta cũng giác ngộ. Mà chính cái người Ba Tàu mà còn phải quy y, còn mình là người Việt Nam, là chánh tâm, là con rồng cháu tiên, mà ông Phật ra đời tại Việt Nam mà không tu, mà để người ta ở ngoài, ở bên Trung Hoa, Trung Quốc, làng ta vô đây mà ta còn quy y tu. Mà ở đây đồng đạo còn nhớ, ở nước Mỹ cũng đi về tu hiện giờ. Ở các nước ngoài người ta về, người ta đi tìm đạo Phật giáo hảo, người ta tu. Người ta đồn, người ta cho biết rằng là ông Phật sống ở miền Nam nước Việt, người ta về người ta tu. Mình ở tại Việt Nam, tại sao không tu? Quá uổng. Rồi sau này, nếu chúng ta không tu rồi, chúng ta đừng có trách là Đức Thầy không có dạy. Nhưng Đức Thầy đã dạy điều hết. Rồi tín đồ của Ngài, ai biết đạo cũng nói, cũng nhắc nhở, cũng lên YouTube, cũng là lên đài, là thuyết giảng các nơi để nhắc nhở. Cái chuyến này mà chuyến là không tu nữa em, thì đừng có trách Đức Thầy chúng ta. Thì thật ra tôi thường nhớ cái câu giảng của Đức Thầy đó, là Ngài đã nhắc nhở cho chúng ta đó, nghĩa là ai là người có một cái tâm đạo, có một cái chứa bầu nhiệt huyết đó, mà Đức Thầy đã nói đó, coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu vớt sinh linh, nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Mà hiện giờ chúng ta đã thấy ở trên mạng YouTube, tất cả đồng đạo chúng ta đã đang phổ biến rất nhiều về Phật Pháp, đang phổ biến để kêu gọi, kích động, dục thúc tất cả đồng đạo chúng ta, ai chưa tu thì hãy mau mau tu tỉnh cho lẹ làng. Vì sao? Vì thời gian hiện giờ là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về tay. Mà lúc Đức Thầy ra đời năm 1939 cho tới nay là dường như khoảng 84-85 năm rồi. Như vậy thì nó đã quá chinh chinh rồi, nó quá xế rồi, nó quá chiều rồi, gần trời sắp lặng rồi. Mà chúng ta cần nên phát huy, cần nên nhắc nhở, cần nên dục thúc để đồng đạo chúng ta tu, chúng ta giác ngộ để quay trở về Phật Pháp, để hầu sau này lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Thì tất cả những người đã quay đầu, đã giác ngộ, tỉnh ngộ, thì tất nhiên những người này sẽ được sống sót về đời Thượng Quân Thánh Đức. Do đó mà ở đây tôi cũng rất là nóng lòng, mà nhiều người cũng nóng lòng muốn nhắc nhở nên lên đạo Pháp, mà lại có một số người biết ít cũng dẫn lên, biết nhiều cũng dẫn lên. Mà bây giờ đó, ai mà dục thúc nhiều cũng tốt, mà dục thúc ít cũng tốt, mà không dục thúc, không nhắc nhở cho nhau, thì tất nhiên chúng ta đi ngược với lời Thầy chỉ dạy. Điều thứ 8 tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Do vậy mà chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, là thương tất cả đồng bào và nhân loại,
Rồi chúng ta nói đạo lên đây là nói từ ở trong nước đến ngoài nước, để cho tất cả những ai không biết đạo pháp để quay đầu trở về, để giác ngộ tu hành. Đức Thầy cho chúng ta biết: đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Cảnh dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Và hôm nay Đức Thầy chúng ta đã nhắc nhở để chúng ta tu hành, để sau này mình sống sót về đời Thượng Quân Thánh Đức. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sau không chỉ bảo. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, do đó mà hôm nay tôi cũng có lòng là để dục thúc cho tất cả bà con đồng đạo chúng ta chưa giác ngộ, chưa biết Phật pháp tu hành, từ trong nước đến ngoài nước, để chúng ta giác ngộ tu hành. Là điều này quan trọng. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ tôi cũng nói cho gọn ghẽ thôi, có nghĩa là vừa qua đồng đạo kêu hỏi đồng đạo chúng ta hỏi là bốn câu giảng Đức Thầy: giọng tăng sĩ thanh thao như kiểm, hạn đã lâu sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, đây là một bốn câu giảng này nằm ở trong bài Thu Đã Cuối. Vậy thì bây giờ chúng ta không nói rộng, nói dài dòng, hãy găm ngay vào giáo lý Đức Thầy để trao đổi cho nó mau lẹ hơn. Vậy thì giọng tăng sĩ thanh thao như kiển. Giọng là gì? Là lời nói. Tăng sĩ là chỉ cho là một đại danh từ. Đức Thầy chúng ta là Ngài tự xưng là tăng sĩ, hay là tăng sĩ quyết chùa Am Bế Cửa, hoặc là danh từ tăng sĩ này Đức Thầy cũng nói rất là nhiều. Bây giờ giọng tăng sĩ thanh thao, thanh thao là những cái tiếng, những cái lời nói của Đức Thầy rất là thanh bai, tao nhã, hiền từ, dịu dàng, dễ hiểu, dễ nghe, mà ai nghe cũng đều mến và thích cả, gọi là thanh thao như kiểm. Kiểm là gì? Kiểm á, còn gọi là những cái trường học, những cái chỗ mà người ta dùng kiểm để đánh, để tập trung nhiều người, đó gọi là kiểm. Mà cái lời nói Đức Thầy giải ra đây là Ngài ví dụ như là kiểm, là để đánh lên, để kêu gọi mọi người là tập hợp lại, tập trung lại, ráng mà lo tu hành. Ý nó vậy. Vậy thì giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, Đức Thầy dụng ý như thế nào? Bởi vì Đức Thầy chúng ta, Ngài đã đem cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni để truyền dạy cho tất cả chúng sinh vào thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, mà cái giọng nói này Ngài hơi đặc biệt. Cái giọng nói của Ngài mà là tất cả các là nhà khoa học người ta dùng danh từ gọi là mồm sông bút sấm, nghĩa là lời nói là rất là thao thao bất tuyệt. Bây giờ mồm sống của Đức Thầy, mồm cái miệng là Đức Thầy nói chuyện ra, nó hơi đặc biệt hơn cái miệng của phàm phu của mình. Mà cái miệng nói ra đó là nó thuộc về cái âm thanh, là cái âm thanh của Phật nói ra nó khác, mà cái âm thanh của mà tôi cũng như tất cả chúng sinh nói ra nó khác. Nói ra không có rộng lớn, nói ra không có hiểu nhiều, nghe nhiều. Bây giờ ở đây
là ai mà có được lớn tuổi đó, cả chừng 90-100 tuổi đó, mà có nghe được Đức Thầy thuyết pháp rồi đó, thì tôi được nghe. Hiện giờ một ông thì 91 tuổi, một ông 105 tuổi thì cũng thường hay nhắc nhở mà tôi được nghe. Năm 1945 khoảng đó đó, Đức Thầy thuyết là 107 lần về vấn đề là các cái chỗ mà Ngài đi thuyết đó, 107 lần. Nhưng mà thường thường là Ngài thuyết ở là ở giữa cái sân banh đó. Mà cái sân banh đó thường thường chứa hàng ngàn người. Mà cái giọng nói của Đức Thầy nó hơi đặc biệt ở chỗ này. Nghĩa là các cụ gần tôi đó, hiện giờ còn sống, hiện giờ đang trao đổi Phật Pháp với tôi hàng ngày. Và cho biết rằng là người ngồi gần Đức Thầy nghe cũng rõ ràng, mà người ngồi xa nghe cũng rõ ràng. Cũng y như vậy, là vì những cái âm thanh của Phật đó, đã nói ra nó vang dội, nó rất là sâu màu. Cho nên nó sách mới gọi là mồm sông bút sấm. Bút sấm là viết ra. Ngài muốn viết ra một bài giảng nào thì Ngài bắt đầu đặt bút xuống là viết hoài tới à, không bao giờ ngừng nghỉ. Còn mình muốn viết ra một bài thơ nào là mình cần phải suy nghĩ rồi mới viết ra. Thành ra mình thuộc về phàm phu. Còn Đức Thầy chúng ta là Phật, cho nên Ngài đã nói ra là thao thao bất tuyệt. Ở đây chẳng những nói chuyện thao thao bất tuyệt 107 lần, Mà hơn thế nữa là Ngài biết chuyện trước chuyện sau nữa quý vị. Ở đây tôi muốn nhắc lúc mà Đức Thầy thuyết năm 1945 đó, từ cái tuyến đường ở An Giang về ở là Rạch Giá đó, là Ngài đi á, hai chiếc xe đi về Rạch Giá để là thuyết pháp. Bác sĩ Cao Triều Lợi là lái chiếc xe của Đức Thầy đi, còn cái ông Phan Thành Giọng á, là thuyết pháp, là đi á, nghe thuyết pháp đó, thì cũng đi theo để ủng hộ là Phật Pháp. Nhưng ở đây tôi muốn nói cái chỗ mà siêu màu, mà Đức Thầy chúng ta đã siêu màu là ngồi trong thân sân banh hàng ngàn người, mà người nào cũng đều nghe được lời Thầy chỉ dạy, lời Thầy nói ra đều nghe hết. Rồi đó là một cái âm thanh duy diệu rồi. Một cái thứ hai duy diệu nữa, có nghĩa là khi mà ông bác sĩ Cao Triều Lợi chở Đức Thầy chạy xe bốn bánh đi trước ở khoảng hơn nửa đường Rạch Giá rồi, lúc bấy giờ là Đức Thầy mới bảo ông á, là bác sĩ Cao Triều Lợi đó, dừng xe lại. Vậy thì kêu mà Đức Thầy dừng xe, kêu dừng lại rồi. Khi dừng lại rồi thì lúc bấy giờ Đức Thầy mới lấy cái bánh xe phụ của trong chiếc xe của bác sĩ Cao Triều Lợi, lấy cái bánh xe đem xuống để gửi cho cái người mà sửa giá xe đó ở tại chỗ đó. Khi mà lại nói cái người này á, Đức Thầy nói cho gửi cái bánh xe này, chừng nào có chiếc xe ở sau đến đây mà lũng bánh đó thì tất nhiên là hãy gác cho người đó đi rồi lấy tiền công. Cái bà chủ ở trong nhà là cái người Ba Tàu. Rồi cái người Ba Tàu á mới nói rằng: "Tràng ơi, biết ai mà đi ngang đây người ta ghé rồi mình gác. Rồi bây giờ ở đây á, thì tôi á, thì không biết ai, rồi sợ mình ráp lầm cái người xe khác làm sao?" Đức Thầy nói: "Không, bây giờ bà ở đây đó, kho xe nào chạy ngang tới đây mà bị lũng bánh
bị hư vỏ xe là tấp lại đây là cứ ráp vô để đi, là tất nhiên là lấy tiền tiền công. Lúc bây giờ bà nhận lời cho gửi đó. Khi gửi đó rồi thì Đức Thầy bắt đầu lên xe đi. Khi mà lên xe đi rồi, lây quay thì chiếc xe của ông Phan Thành Vọng chạy theo Đức Thầy sau, lại tới đó là xe bị lủng bánh, hư vỏ. Do đó mà ông Phan Thành Vọng là người thầy giỏi giỏi, chạy tới chạy lui dòm coi ở chỗ nào mà sửa xe, sửa ruột vỏ xe đồ vân vân. Thì ông lây quay thì cái bà chủ nhà mới dòm ra mới thấy cái bà mà chủ mà giá ruột xe, sửa xe đó, mới hỏi ông ơi, ông làm cái gì mà lu bu vậy? Nói tôi chiếc xe tôi thì nó lỡ hư bánh ruột rồi, bây giờ chạy không được, bây giờ tôi coi coi có chỗ nào mà có thợ giá xe hay là thợ thay bánh vỏ đặng mà tôi nhờ đang sửa. Nó tràn ơi, hồi nãy có một chiếc xe chạy trước đó là kêu ở lại để gửi lại một cái bánh vỏ xe đây. Nếu mà chiếc xe ở sau chạy tới thì ráp đi rồi trả tiền công. Như vậy thì phải ông đi cùng một đoàn chiếc xe trước không? Nó dạ phải. Bà này hỏi cái ông đó là Phan Thành Vọng, hỏi chứ cái chủ xe, cái người đó gửi đó, là người đó sao đâu diễn tả coi. Trời ơi, cái ông đó, cái anh đó kêu bằng anh, cái anh đó là cao ráo, là đẹp trai, mà là đi chiếc xe đó gửi lại tại đây. Nhưng mà lúc bây giờ tôi mới nhận thấy chứ tôi cũng chưa biết là ai nữa. Như vậy mà phải mấy ông là đi đoàn chung đó không? Nó phải. Đó là thầy tôi à. Thầy tôi à. À đó. Lúc đó như vậy thì mới đem dẫn chiếc xe tới rồi á. Thì ở trong gia đình của cái bà này cũng có cái túc duyên với Đức Thầy. Cho nên nó là đem vô cho bà tha, cho thợ nó thay cái bánh xe. Thay rồi. Cái bà không ăn tiền, bà cũng có cái tấm lòng nhân, là cũng có cái nhân duyên với Đức Thầy. Do vậy mà bà mới hỏi chứ cái ông anh này đi đâu vậy? Cái ông Phan Thành Vọng cho biết rằng là vì thầy tôi đi vô Gạch Giá ngày mời thuyết pháp. Nói tràng ơi, như vậy làm sao tôi đi đến đó đang tôi nghe thuyết pháp được không? Nói được chứ. Bây giờ chị ở đây đi, ngày mai tôi sẽ chạy chiếc xe bốn bánh trở lại tôi rước. Là vì ông Phan Thành Vọng nghĩ rằng là nhớ cái công ơn của cái bà này á, bà thay vỏ xe mà không ăn tiền, cho nên phải chạy trở lại sáng sau, bữa sau nó trở lại rước đi nghe pháp. Kính thưa quý vị, sau khi mà nói mau là đi, là sáng bữa sau sửa soạn đi nghe pháp, thì ông Phan Thành Vọng chạy tới cái nhà của cái nhà sửa xe này mới rước bà này đi. Rước bà này đi thì bà đi đến đó nghe Đức Thầy thuyết pháp. Tất cả đồng đạo là những người nghe đạo rất đông. Bà có nhân duyên. Bà nói thầy ơi, bây giờ cho tôi quy y được không? Được chứ sao không, quy y. Bây giờ tôi có thể nhờ thầy về nhà tôi, rồi cho dòng họ tôi đến đó để rồi là dòng họ tôi quy y được không? Nó không có được. Bây giờ sau này đó là dòng họ của bà đó là thuộc về Ba Tàu không à, mà chừng nào mà gặp tôi mà tôi nói tiếng Ba Tàu đó thì là dòng họ bà quy y tôi hết trơn à. Đó. Lúc bây giờ bà quy y rồi thì tất cả nói chung là cái phiên thuyết pháp xong đi, rồi Đức Thầy đi cho khách thuyết pháp. Một thời gian không biết bao lâu, cái là cái bà mà chủ mà để mà sửa xe này đó, bà mới rủ dòng họ
cho biết rằng cái ông này là ông Phật sống. Bây giờ đi ổng nghe nói ở trên đó Hòa Hảo á, bây giờ mình hãy là đi chiếc xe 16 chỗ ngồi đến đó đi, coi nghe pháp coi như thế nào. Đó, lúc bấy giờ thì cái bà này mới rủ. Như vậy thì rủ tất cả dòng họ của ba Tàu đi hết, đi lên tổ đình Đức Thầy nghe pháp. Khi lên tới đó rồi, quý vị biết không, lúc bấy giờ Đức Thầy lại ra chào đón là nói toàn là tiếng ba Tàu không. Trời ơi, lúc bấy giờ ba Tàu nghe mê ly rồi, nghe nó trời ơi cái ông này nó, ông là người Việt mà sao nói tiếng ba Tàu. Ô mà nghe cái hình như muốn tôn trọng, muốn liều quỳ xuống lại mà quy liền. Nhưng mà thôi, vô trong rồi nghe pháp đàng hoàng rồi bắt đầu quy y tu. Tu cả một chiếc xe, một dòng họ là quy hết, quy y hết. Kính thưa quý vị, cho nên ở đây á, vì Đức Thầy chúng ta là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Cho nên là cái quay âm, quay đức của Đức Thầy á, mà cái thứ ba nữa là cũng có nhân duyên. Cho nên Đức Thầy lúc trước Ngài đã tuyên tri cho biết rằng là sau này á, là chừng nào mà Đức Thầy á, nói tiếng bà Tàu á, thì á, là nguyên dòng họ của cái bà sửa xe này quy hết. Mà đúng ra quý vị, cái này cũng là lời tiên đoán, là mới gọi là Phật mới được, phải không? Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, đây là cái giọng nói của Đức Thầy, nói ra người ta là khiếp sợ, nói ra người ta tôn kính, nói ra người ta nghe theo, nói ra người ta tu theo. Như vậy thì lời nói này gọi là thanh thao như kiển. Giọng tăng sĩ thanh thao như kiển. Đó. Hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn. Cái câu thứ hai, hạn là gì? Nếu nói về là cỏ cây mà trời nắng, trời hạn, nước không có tưới, cây cối thì dường như nó bị cằn cỗi hết. Hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy cho biết từ hồi lúc Đức Lục Tổ Huệ Năng ra đời dạy đạo cho đến năm 1939 Đức Thầy mới ra đời dạy đạo, khoảng thời gian này rất xa, cho nên là bị hạn hán. Hạn hán này gọi là không có mưa nhuần pháp bảo. Vì vậy mà Đức Thầy nói là hạn đã lâu. Đã lâu hồi lúc mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bắt truyền y bác cho tới bây giờ, tới năm 1939, thì đó là hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn hết. Là chính vì vậy mà hôm nay Đức Thầy ra đời rồi, bắt đầu Ngài cho một đám mưa nhuần pháp bảo xuống rồi, người ta nghe ta mê ly luôn đó đồng đạo ơi. Thành tựu ai nghe ta cũng mê, ta cũng tu, ta cũng giác ngộ. Mà chính cái người ba Tàu mà còn phải quy y, còn mình là người Việt Nam, là chánh tâm, là con rồng cháu tiên, mà ông Phật ra đời tại Việt Nam mà không tu, mà để người ta ở ngoài, ở bên Trung Hoa, Trung Quốc là người ta vô đây mà ta con quy y tu. Mà ở đây đồng đạo còn nhớ, ở nước Mỹ cũng đi về tu hiện giờ. Ở các nước ngoài người ta về, người ta đi tìm đạo Phật giáo Hòa Hảo người ta tu. Người ta đồn, người ta cho biết rằng là ông Phật sống ở miền Nam nước Việt, người ta về người ta tu. Mình ở tại Việt Nam, tại sao không tu? Quá uổng. Rồi sau này, nếu chúng ta không tu rồi, chúng ta đừng có trách là Đức Thầy không có dạy. Nhưng Đức Thầy đã dạy điều hết. Rồi tín đồ của Ngài, ai biết đạo cũng nói, cũng nhắc nhở, cũng lên YouTube, cũng là lên đài, là thuyết giảng các nơi để nhắc nhở. Cái chuyến này mà chuyến là không tu nữa em, thì đừng có trách Đức Thầy chúng ta. Là gì? Chuyến này là chuyến đò chót. Chuyến này là tới thời kỳ là kỳ ba rồi. Cho nên là chúng ta không tu là rất là uổng. Do đó mà hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn. Tức là Phật Pháp từ năm mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ra đời cho đến năm 39 là sông giếng cạn mòn hết. Phật Pháp không còn nữa, không có thấy mưa. Mà bắt đầu Đức Thầy ra đời là bắt đầu có mưa rồi đó. Mà bây giờ mưa nhiều nữa. Tại sao YouTube nó lên đại vậy trơn? YouTube nó làm mưa. Mưa này gọi là mưa Pháp. Thấy không? Mưa Pháp để chi? Để có ai có nhân duyên rồi ta giác ngộ ta tu. Vậy thôi. Đó. Cho nên nó là cỏ cây mới khô héo thon giòn. Nay nhờ mưa đượm nè. Mưa đượm là mưa nhiều rồi. Bây giờ YouTube mưa dữ lắm rồi.
thấy không? Vậy thì chúng ta không tu, chúng ta còn chờ gì nữa? Mưa đã xuống là mát mẻ rồi, dạy đạo chúng ta là biết hết rồi đó. Cho nên hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Mưa đượm là mưa nhiều rồi. Vậy thì hôm nay báo tin cho toàn thể đồng đạo chúng ta từ miền nước Việt Nam cho đến ngoại quốc, nghĩa là mình đã hoàn toàn đã có mưa nhiều rồi. Mưa từ năm 1939, Đức Thầy mưa trước, rồi tín đồ mưa sau, rồi YouTube tiếp tục mưa luôn. Mưa dài dài, mưa nhiều nhiều, mưa để rồi là để cho tất cả những cái cây cỏ khô héo này nó tươi tốt lại, để nó giác ngộ lại, nó tu hành. Đó, mà chiến này mà không tu thì đừng có trách sao không chỉ bảo. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, do đó mà hôm nay tôi đọc gom gọn lại, tức là giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Bây giờ mưa đượm rồi mà sao tại sao còn khát khao là gì? Bởi vì còn khát khao là những cái người mà chưa từng để ý. Đạo pháp thì gian dội khắp nơi mà có số người vô tình không để ý, cho nên còn khát khao. Mà bây giờ là đồng đạo chúng ta, giáo lý viên của ban trị sự trung ương, rồi tất cả những người trong người ngoài YouTube đều hoàn toàn làm đám mưa pháp rất to lớn. Chiến này cho tất cả chúng sinh đều là giác ngộ mà tu. Không tu nữa thì là mở trạc, kiếp sau không đầu thai lên làm loài người nữa. Cho nên vì vậy mà là những người mà kẻ ác đức đến sau tiêu diệt, hay kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm mà sống đời thượng cổ. Do đó mà hôm nay tôi là xin kêu gọi cho toàn thể đồng bào đồng đạo từ trong nước đến ngoài nước, nếu chúng ta chưa được gặp đám mưa nào thì hôm nay gặp đám mưa Phật pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ từ năm 1939 cho tới nay, vừa thầy vừa trò vừa tín đồ Phật giáo hảo đem cái pháp bảo mưa nhừng, mưa tràn trề ở trên, mưa đầy dãy ở trên, mà chiến này không tu nữa thì là chúng ta phải khổ. Do đó mà tôi xin để kết thúc cái đề tài gọn gẽ bốn câu mà đồng đạo vừa qua hỏi đó. Giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Đại ý bốn câu giảng này, Đức Thầy cho biết rằng lời Phật pháp mà Đức Thầy truyền bá dạy cho tất cả chúng sanh, đây là Ngài ví dụ như là một cái đám mưa to lớn. Là một đám này là nó giống như là nó kêu, nó gian dội, cũng như là cái kiển đánh lên, cũng như cái chuông mà đánh lên để cho mọi người tỉnh thức. Chuông linh thứ ba hồi dục thúc nhanh chứ không còn dục thúc cho trễ nải, không có chậm lục nữa. Kêu gọi mọi người, bây giờ dầu cho chúng ta đã khô khan cằn cỗi, chúng ta đã thiếu đạo, thiếu hiểu, thiếu bê sự là để ý quan tâm, nhưng hôm nay chúng ta quan tâm. Bởi vì chúng ta nên hiểu biết là tất cả ở từ trong nước đến ngoài nước đã có những cái chuyện khủng khiếp xảy ra. Đó là những cái chuyện đó để thức tỉnh, để nhắc nhở chúng ta. Cho nên giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, hạn đã lâu, sông giếng còn cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Mưa dữ lắm rồi, nào là giáo lý viên trung ương mưa, rồi Đức Thầy hồi năm 1945 mưa, rồi bây giờ là đồng đạo ngoài mưa, rồi YouTube mưa. Vậy thì chúng ta không giác ngộ nữa thì không còn cái chỗ nào mà để nói lên nữa hết. Cho nên tôi là lời sau cùng để khuyên tất cả đồng bào đồng đạo từ ở trong nước ngoài nước, chúng ta mà từ trước đến giờ chúng ta chạy theo cái danh lợi tình tài sắc, chúng ta quên lãng đi, giảng thì đọc sát một bên lỗ tai mà không quan tâm, thấy không? Ta thuyết giảng kế bên không chịu nghe,
ta nói đạo mà không chịu nghe. Nhưng mà thôi bây giờ mình hãy chịu nghe trong YouTube đi, cho nó mau lẹ, thấy không, gần gũi, khỏi cần phải tốn tiền, đi xa cực nhọc mệt mỏi, mà ở trong nhà đó rồi bấm cái cắt lên rồi thì coi liền, ai vừa bụng có nhân viên thì nghe, còn không có nhân viên thì quẹt ngang, vậy thôi. Cho nên bây giờ thời kỳ tiến bộ, thời kỳ là 4.0 thì chúng ta cần phải cố gắng mà theo dõi để học hỏi. Đến đây xin tạm dứt lời, và trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện nhờ ơn trên Đức Phật, Đức Thầy từ bi gia hộ cho toàn thể đồng bào và đồng đạo trong nước ngoài nước. Chúng ta hãy giác ngộ tu hành theo pháp môn Đức Thầy dạy, đó là pháp môn niệm Phật, là một pháp môn quan trọng cho người tín đồ Phật giáo hảo hôm nay, để sau này chúng ta đồng bay về cực lạc một đàng. Thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.